Hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn cho mọi người làm một món ăn vặt vô cùng đơn giản và dễ làm tại nhà. Cái món ăn này lại được rất là nhiều bạn trẻ yêu thích, đó chính là món phô mai que. Chúng ta sẽ cần chuẩn bị một số nguyên liệu đơn giản như sau. Nguyên liệu chính đầu tiên chúng ta cần chuẩn bị đó chính là phô mai que. Thì ở đây mình chọn phô mai que Mozilla. Với cái loại phô mai này các bạn có thể tháo ra và ăn luôn cũng được, còn nếu không các bạn sẽ chế biến giống như mình cho nó ngon hơn nha. Tiếp theo thì mình sẽ chuẩn bị một bịch bột chiên giòn, một bịch bột chiên xù. Bột chiên xù ở đây là mình chọn bột chiên xù có màu. Các bạn có thể mua loại bột chiên xù bình thường cũng được. Sẽ chuẩn bị hai quả trứng gà, một chai tương cà và một chai tương ớt. Chỉ với những nguyên liệu đơn giản như vậy thôi thì chúng ta có thể làm được một món phô mai que vô cùng thơm ngon rồi. Ok, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt tay vào làm nha. Đầu tiên thì mình sẽ cắt phô mai ra làm hai, thì ở đây mình đã cắt sẵn rồi. Sau đó thì mình sẽ bỏ bột chiên giòn và bột chiên xù vào hai tô. Và cuối cùng mình sẽ đập hai quả trứng ra và sau đó đánh đều lên. Bây giờ thì mình sẽ cho phô mai que lăn vào bột chiên giòn trước, sau đó lăn qua trứng và cuối cùng là mình sẽ lăn qua bột chiên xù. Các bạn lưu ý là nếu cho phô mai que của chúng ta dính bột chiên xù nhiều hơn thì chúng ta nên lăn hai lần bột và hai lần trứng, nó sẽ dính nhiều hơn là lăn một lớp. Sau một hồi loay hoay tự thử nghiệm thì mình quyết định là mình sẽ cho bột chiên xù vào một cái hộp, để một lát nữa sau khi mà mình làm phô mai xong thì mình sẽ bỏ vào trong hộp và mình lắc lên. Vì khi mà mình lắc lên như vậy nó sẽ đều hơn là lúc mà mình trộn bằng đũa. Đậy nắp lại và sau đó lắc đều lên, như các bạn lắc xoài lắc á, các bạn chỉ cần lắc đều tay lên là khi chúng ta mở ra là nó sẽ nhìn rất là đẹp. Các bạn cứ tiếp tục làm cho tới khi nào mà chúng ta hết phô mai que thì thôi. Sau khi đã làm xong thì chúng ta sẽ cho dĩa phô mai que này vào ngăn đá tủ lạnh và đặt giờ là trong vòng 30 phút. Sau 30 phút chúng ta sẽ lấy ra và chiên. Sau 30 phút để trong tủ lạnh đá thì bây giờ mình sẽ lấy ra và bắt đầu chiên. Mình sẽ đợi cho đến khi chảo nóng lên, sau đó mình sẽ đổ dầu vào chảo. Nóng lên thì các bạn sẽ cho phô mai que vào chảo nha. Khi chúng ta cắt nhỏ phô mai que như thế này thì nó sẽ tạo ra được nhiều miếng hơn và nó sẽ rất là dễ chiên luôn.
Hồi trước thì mình rất là mê cái món phô mai que này và mình rất là hay mua phô mai que để ăn. Nhưng mà bây giờ thì mình đã biết cách làm rồi và cái cách làm nó cũng không quá khó, rất là dễ làm, ai cũng có thể làm được tại nhà luôn. Cho nên là mình nghĩ là làm phô mai que tại nhà sẽ ngon hơn, vệ sinh hơn, an toàn hơn và đặc biệt là sẽ có nhiều phô mai ở bên trong hơn. Mình đã từng mua rất là nhiều cái loại phô mai que ở ngoài rồi, nhưng mà ở ngoài bán thì phô mai rất là ít và đa số chỉ toàn là bột thôi, bột rất là nhiều luôn. Khi mà mình ăn thì tất nhiên là mình chỉ cảm nhận được vị bột thôi, tại vì phô mai nó chỉ có một miếng chút xíu thôi. Và theo như mình thấy thì làm phô mai que ở nhà nó sẽ ngon hơn và nó sẽ được nhiều phô mai hơn, ăn nó sẽ thích hơn. Chúng ta sẽ lật cho tới khi nào phô mai que của chúng ta vàng đều thì chúng ta sẽ bắt đầu bỏ ra dĩa. Vì bột chiên xù không dính hết vào phô mai và nó bị rớt ra ngoài, cho nên là phô mai khi mà nó tan chảy ra thì nó sẽ bị chảy ra ngoài luôn. Cho nên khi mà các bạn thấy phô mai chảy ra ngoài thì các bạn nhanh chóng gấp ra ngoài dĩa nha, để tránh tình trạng phô mai chảy ra ngoài nhiều. Khi các bạn bỏ phô mai que ra ngoài thì cái phô mai nó sẽ đông lại và nó sẽ không chảy nữa. Mình sẽ sử dụng tương cà và tương ớt để chấm với phô mai que. Bây giờ thì mình sẽ xịt tương cà và tương ớt ra chén. Nếu như mà các bạn nào muốn ăn kiểu giống như ngoài tiệm, các bạn có thể dùng cây tăm các bạn xiên vào phô mai que, sau đó chúng ta sẽ xịt tương ớt, tương cà trực tiếp lên phô mai que và ăn, như vậy cũng sẽ rất là ngon. Còn mình thì mình sẽ dùng tương ớt và tương cà để chấm. Và bây giờ thì món phô mai que của mình đã hoàn thành rồi, bây giờ việc của chúng ta chỉ là ăn thôi. Xin mời các bạn ăn cùng với mình nha. Khi mà ăn phô mai que thì mình rất thích kéo sợi, bởi vì khi mình kéo ra thì nó cứ dài ra như thế này nè, nhìn nó rất là đã và ăn vào nó rất là ngon luôn. Nếu như mà bạn nào thích kéo sợi giống như mình thì các bạn nên mua loại phô mai Mozzarella nha. Bởi vì có thể các bạn sẽ nhầm lẫn là phô mai nào cũng có thể kéo sợi, thì nếu mà các bạn mua nhầm loại thì cái phô mai đó nó chỉ tan chảy ra thôi chứ nó sẽ không kéo được như cái phô mai này. Còn bây giờ thì mình xin phép mọi người là mình ăn đây. Chúc mọi người ngon miệng nha. Nếu như mà các bạn thích cái video clip này, hãy cho mình một like, một share và một subscribe để ủng hộ tinh thần cho mình nha. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Bye bye và hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo.